Sau đây mình xin giới thiệu với các bạn cách sửa chữa cái tan bệnh tràn mực máy in. Tràn mực máy in ở trên máy Canon LBP2900. Đây. Như các bạn thấy là đây là bản in của cái việc tràn mực máy in. Đây là dấu hiệu của tràn mực máy in. Mực da là toe toét và loang lổ, rất là lằn ngoằn. Đây là một dấu hiệu, đây là một trong những dấu hiệu của việc tràn mực máy in nhé. Và cái xử lý cái việc này nó cũng khá là lâu. Thì thực ra là 90% cái nguyên nhân, 90% nguyên nhân của việc tràn mực máy in nó liên quan tới hộp mực các bạn ạ. Liên quan tới hộp mực. Còn các bạn trước hết thì các bạn có thể kiểm tra hộp mực trước, sau đó mới kiểm tra đến cái phần máy sau, nhưng mà 90% là lỗi của hộp mực. Và ở đây thì mình đã xử lý xong rồi, nhưng mà cái chủ yếu nhất là chính là cái phần trục từ, liên quan đến bộ phận từ của hộp mực. Và đấy là theo cái kinh nghiệm của mình sửa chữa rất là nhiều cái vụ tràn mực máy in này rồi. Thì hy vọng là cái kinh nghiệm của mình sẽ giúp ích cho các bạn. Và đến bây giờ thì sau khi xử lý xong cái phần từ xong thì các bạn có thể thấy là mình sẽ in thử cho các bạn, in test thử print test. Đây các bạn có thể thấy đây, sau khi xử lý xong cái phần bộ phận từ đây thì nó bản in nó đã đẹp hơn rất là nhiều rồi các bạn nhé. Rồi, xin cảm ơn.